Xin chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem và tìm hiểu về một cái thiết bị dùng cho cái bồn rửa ở khu vực nhà bếp. Với cái thiết bị nhỏ gọn mà đơn giản như thế này, nhưng nếu chúng ta có nó ở trong cái khu vực bếp của chúng ta thì nó cũng thật sự rất là hữu ích. Đây là cái vòi xịt tăng áp. Đó, cái việc lắp đặt của cái vòi này vào cái vòi rửa mà nó đang có sẵn ở phòng bếp nhà các bạn thì nó cũng rất là đơn giản. Thường ấy thì theo chuẩn quốc tế thì các cái vòi ở nhà bếp ấy nó chỉ có hai cái dạng gen, một là gen trong như thế này, hai là gen ngoài. Ở đây thì đây là đang là gen ngoài thì chúng ta chỉ việc xoáy nó vào như thế này thôi. Còn nếu như cái vòi nhà các bạn là gen trong ấy thì chúng ta tháo cái đầu nối này ra. Đó, chúng ta tháo bỏ cái này đi và chúng ta vặn cái này vào cái đầu vòi đang có sẵn ở nhà các bạn thôi. Đó, rất là đơn giản. Cái này ấy thì nó có ba cái chế độ xịt như các bạn nhìn thấy ở đây, là một là xịt tia rộng, hai là xịt tia hẹp, và ba nữa là vừa có tia tia rộng và vừa có một cái cột nước mạnh ở giữa này. Đấy, nó để giúp chúng ta xịt và xì tùy từng cái loại mà chúng ta chọn cái loại tia khác nhau. Ví dụ như rửa chén rửa bát thì chúng ta chọn cái tia rộng, còn nếu mà rửa hoa quả hoặc là rửa rau ấy, thì chúng ta có thể chọn cái tia cột thẳng này. Đấy, nó như một cái cột nước, một cái tia nước nhỏ ấy, nó dọi thẳng vào cái đồ ăn hoặc cái đồ gì mà chúng ta cần xì mạnh ấy. Đấy, chúng ta cứ cầm như này chúng ta xì thì nó sẽ mạnh hơn và nó sẽ nhanh sạch hơn. Đó, đây là cái nút để thay đổi chế độ tia xịt. Đó, là như thế. Ở phần dưới này nó là một cái mặt inox 304, nó được đục các cái lỗ ở đây bằng cái công nghệ tia laser rất là nhỏ, thế nên là nó cho ra các cái tia nước rất là mạnh và nó không tia nước nó nhỏ mà nó mạnh, vì vậy nó không bị bắn tung tóe ra. Cái này thích nhất là sau khi mà bát chén mà chúng ta đã rửa bằng nước rửa ấy, nó có rất là nhiều bọt đấy, sau đó thì chúng ta chỉ cần bật cái vòi này lên và chúng ta lia như thế này thì nó đã rất là sạch rồi. Cái tia nước nó mạnh mà nó làm cho bát chén xoong nồi của chúng ta nó rất là sạch, nhanh sạch. Đó, sướng nhất là rửa hoa quả và rửa rau. Rau với hoa quả thông thường thì chúng ta cho vào chậu hoặc cho vào cái bồn rửa, sau đó thì chúng ta xả nước và chúng ta rũ. Nhưng với cái thiết bị này nó có cái tia nước nhỏ và mạnh thì đối với hoa quả hoặc là rau ấy, chúng ta rửa chúng ta cứ cầm như này, chúng ta tia vào cái rổ rau rổ hoa quả nó rất là sạch và nó không làm nát cái đồ ăn của chúng ta. Đó, thế thì để vệ sinh cái này nó cũng rất là dễ, chúng ta có thể vặn cái này ra để vệ sinh. Nếu mà chúng ta dùng một cái thời gian dài nó bị bẩn rồi đó thì chúng ta tháo rời cái này ra. Đó, vệ sinh rất đơn giản. Cái này cũng thế, chúng ta có thể cậy nó ra rất là dễ dàng thôi. Đây, nó có một cái răng ở đây. Cấu tạo của cái này nó cũng rất là đơn giản thôi. Đây là nó có hai cái van để mà chúng ta điều khiển cái nguồn nước vào. Nếu như chúng ta gạt ở cái lớp giữa này, đây là cái viên bi này, cái viên bi này khi chúng ta gạt thì nó sẽ tùy từng chế độ, một là nó sẽ bịt lỗ bên này, hai là bịt lỗ bên này. Nếu như chúng ta gạt ở giữa thì nó không bịt cái lỗ nào cả, thế nên là nó sẽ mạnh hơn, hai tia mà. Hai nguồn nước vào nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Đó, khi lắp đặt lại thì các bạn nhìn ở đây nó có một cái mấu, ở đây thì nó có một cái khuyết. Đó, chúng ta cứ lắp đúng vào cái khuyết này là được. Đó,
Sau đó thì chúng ta lắp cái răng này vào. Và chúng ta vặn cái này vào là xong thôi. Đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái vòi nước để chúng ta thử nhá, thử xem cái tia nước của nó như thế nào. Đây các bạn, đây là cái vòi rửa. Hiện tại thì mình đang ở cái chỗ cái kho hàng, nó không có cái vòi rửa. Thế nên là mình lấy tạm cái vòi này để test thử cho các bạn thấy. Thì bây giờ mình sẽ mở cái vòi nước ra, sau đó mình ấn cái này vào. Đấy, các bạn thấy không? Nó rất là mạnh. Bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh cho cái lớp để xem.